hôm nay mình sẽ cho các bạn ăn một cái món rất là đặc biệt, đó là khoai lang nướng ở Thủ Đức. Đây là hai cô chú bán rất là lâu năm ở cái góc này rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không, rất là thơm. Tại vì video nó không có mùi thơm nên là không có coi được. Đấy, nhìn những củ khoai nè, ở đây là bây giờ là 10 giờ đêm rồi, nên là khoai nó chín hết rồi, than nó hết thần rồi, nhưng mà là khoai chín hết rồi. Ở đây có một cái rổ khoai giữ nóng nè. Đấy, cô chú bán ở đây bao nhiêu năm rồi cô chú? Cũng 6 năm rồi. À, 6 năm rồi. Đây là 10 giờ đêm ở góc ngã tư Thủ Đức. Ở bên kia là bưu điện VNBoss. Đấy. Đẹp không? Đấy. Đấy, các bạn thấy không, khoai lang rất là ngon, rất là thơm. Mà bây giờ là 10 giờ đêm mình ăn khoai lang nước. Đấy.